Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Cộng đồng mạng bức xúc trước clip cậu bé nghèo bị bôi nhọ vì nhận gạo từ thiện. Đoạn clip bôi nhọ cậu bé nghèo mang dáng vẻ thư sinh của một YouTuber cũng như phía quản lý của cây ATM gạo tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã tạo ra sự bức xúc từ phía cộng đồng mạng. Sáng ngày 20 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn do một YouTuber quay lại trước máy ATM gạo tại thành phố Hồ Chí Minh đã gây ra một làn sóng trái chiều. Cụ thể trong đoạn clip mà YouTuber này ghi lại được cho thấy một cậu bé với gương mặt thư sinh được một người đàn ông chở trên xe máy đến xin gạo tại cây ATM gạo. Khi đứng xếp hàng một hồi lâu và chuẩn bị nhận gạo thì bên phía quản lý đã phát loa ngăn chặn cũng như mời cậu bé với gương mặt thư sinh này ra khỏi vị trí nhận gạo, khiến cậu bé này khựng lại với gương mặt ngơ ngác. Ngay sau đó cậu bé này phải lẳng lặng bước ra về sống với gương mặt đượm buồn. Chưa dừng lại ở đó, làm YouTuber này nhận định rằng cậu bé với dáng vẻ thư sinh này trẻ trung trắng trẻo này đang giả nghèo. Sau khi đoạn clip này đăng tải đã nhận được rất nhiều gạch đá từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người đã đặt câu hỏi rằng cho đơn vị tài trợ quản lý đặt cây ATM gạo này rằng đang từ thiện hay bôi nhọ danh dự người khác. Ngoài ra nhiều người cũng lên tiếng thể hiện sự bức xúc trước những câu nói mang tính chất gieo biểu bôi nhọ người khác của chàng trai YouTuber. Con dâu nghệ sĩ ưu tú Bảo Lộc, ca sĩ Trung Hậu bức xúc cho biết có một clip của một người đàn ông giọng nói rất miền Bắc đã đăng tải lên mạng để có ý bêu xấu những người đến nhận gạo trong mùa đại dịch Covid-19. Clip quay lại những người đến nhận gạo kèm theo những lời nói mỉa mai, nào là bà này ăn mặc đẹp đẽ sang trọng đi tê gà mà đến lấy gạo rồi lung tung, em này nhìn tướng khoảng chừng như thế nào, rồi quay qua em trai chừng 19-20 tuổi. Người quay cố tình tiến lại gần, quay sát và nói lớn cho cậu ấy nghe rằng đấy, thanh niên trai tráng khỏe mạnh vậy mà cũng đến xin gạo. Rồi tiếp theo những lời rất khó chịu cứ văng ra của người cầm máy quay. Cậu thanh niên nhỏ thấy người quay cứ chĩa máy vào mình và cứ lặp đi lặp lại những câu mỉa mai như thế thì cậu ấy rất xấu hổ, cố xoay mặt đi chỗ khác một lát rồi bỏ lại cái bao ni lông đang cầm trên tay lại chỗ cũ rồi bỏ đi với nét mặt rất buồn và vô cùng thất vọng. Cậu băng qua đường nơi có một người bạn đang chờ và nói gì đó với nhau xong hai người dáng vẻ rất buồn rồi lên xe rời đi. Nhưng người quay vẫn chưa chịu buông tha, vẫn đưa máy theo quay và kèm theo những lời mỉa mai cay độc. Suy cho cùng, người nghèo khổ túng quẫn đi ăn xin cũng có gì là xấu đâu. Bên cạnh bức xúc của ca sĩ Trung Hậu, nhiều cư dân mạng cũng đã lên tiếng bất bình trước hành động của YouTuber cũng như phái quản lý. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.